Tôi đã tìm hiểu V-League qua thông tin của một số người bạn. Với tôi, V-League là giải đấu có trình độ cao và đây là sân chơi để tôi có thể thể hiện hết bản thân mình. Ở châu Âu thì tôi cũng chơi cho những đội bóng có lối chơi tương tự như Hà Nội và không khó để tôi hòa nhập với lối chơi của đội bóng này. Và khi tôi chơi cho đội bóng quê hương, đội bóng cũng như vậy và càng giúp tôi hòa nhập nhanh hơn với môi trường tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Thời tiết ở đây có đôi chút khác biệt, nhưng trên hết thì tôi cần phải làm quen nhanh chóng với môi trường mới để thi đấu một cách tốt nhất. Tôi mong muốn tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp thi đấu, đến với những nền văn hóa mới, và đó là lý do chính tại sao tôi lựa chọn V-League. Tôi cũng chưa tìm hiểu nhiều về Sông Lam Nghệ An, đối thủ sắp tới của chúng tôi, nhưng tôi tin rằng ban huấn luyện sẽ cung cấp đủ thông tin cho chúng tôi để toàn đội có thể chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối tuần này. Việt Nam là một đất nước đẹp. Câu lạc bộ Hà Nội có nhiều thành tích và là đội bóng top đầu Việt Nam. Chính vì vậy, tôi đã quyết định lựa chọn đội bóng này. That's the things why I decided to have this step in